Chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nha Hôm nay là ngày Chủ nhật ha à, Sáng Chủ nhật mình đang còn lay ra giờ trà nóng á Thì mình chỉnh cho cái đồng hồ này nó đổ chuông Cho nó đúng theo cái ý mình muốn ha Tức là đổ cho nó đúng giờ à, Chứ không phải là đổ theo cái từng phút ha à, Thường thì trước khi mà mình chỉnh á Mình vọc cái tầng nay rồi đó Thì tháo ra lao chùi dầu nhất đồ này kia đó Rồi mình à, vô dầu đồ lại đó Thì à, mình... À, vặn cái cái nhông nó chạy bị sai ha, nó chạy bị sai cho nên là thường thường nó đổ chuông à, hay ở ngay cái lúc mà 3 giờ ha, à, 3 phút nè. Đó, tức là cái đồng hồ cái phần mà kim giờ á chạy thì nó không có đổ nhưng mà nó chỉ có cái phần à, kim phút á ha thì tới ở chỗ khoảng 3 giờ này nó đổ. Nó đánh chuông rất là nhiều ha, rồi nó đổ chuông ở cái phần à, à, 6 giờ ha. Đó, 6 giờ. Tức là mình nói cái kim phút thôi nha, còn cái kim giờ thì không nói nha. Kim giờ bất cứ nằm ở đâu nhưng mà kim phúc á thì nó cứ đổ ở chỗ 3 giờ với lại 6 giờ. À, ngoài ra là nó không có đổ ở những chỗ khác. À, rồi mình chỉnh tới chỉnh lui á thì à, có khi á thì nó lại đổ à, đổ chuông ở cái chỗ 9 giờ à, hoặc là tới 10 nó đổ ở lúc 12 giờ. À, và ngoài ra thì mình à, vặn mình chỉnh lung tung lang tang hết thì nó à, đánh chuông không có đúng ha, nó đánh chuông cái tiếng nhạc á nó nó đánh ngay cái nốt đầu tiên á mình muốn giống như cái bài mà Westminster á, là đề ba phải tăng 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 ha rồi mới đánh cái đoạn sau đó nhưng mà bắt đầu cái nốt đầu tiên là tăng đó mình muốn như vậy mà cái lúc trước á, thì nó không có đánh cái đó nó đánh ở nửa bài sau ha hoặc là nó đánh ở ở một cái phần cuối mấy cái nốt cuối của cái bài rồi xong rồi nó mới đánh vòng lại cái đầu bài đó, thì thường thường à, nó đánh tùm lum tà la hết thì cái đó là do điều chỉnh thôi, mình chỉnh sai thôi. Tại vì uh, quá trình mà mình tháo ra đó, rồi uh, mình à, uh, uh, dầu nhớt mấy cái nhông, mấy cái uh, nhớt cũ bụi bặm rồi đó, rồi mình gắn vô lại đó, thì quá trình cái tay mình uh, vặn sai cái địa, địa, điểm của nó ha. Cho nên là nó đánh lộn sang ngầu hết. Và bây giờ mình đã tìm ra được chân lý rồi. Ha. Đó, mình đã tìm ra được rồi thì bây uh, giờ mình chia sẻ với chị em cái cách để mà mình... À, uh, mình uh, cho nó đánh uh, uh, đúng ha, Đó đánh điểm đúng cái giờ thì ở đây uh, là nói chung là nó nhiều phần lắm mà mình trong video thì mình nói ngắn gọn để cho nó đi qua ha đó thì uh, cái phần mà chỉnh uh, để cho nó đánh uh, thì uh, um, ở chỗ này thường thì uh, mấy cái đồng hồ mà có uh, lên dây cót Xong là mấy cái treo mấy cái quả tạ đều là như nhau hết quả tạ thì nó cũng giống như là cái hình thức dây cót thôi ha đó. Thì đây, cái này là cái nhông, cái nhông mà tiếng Anh nó gọi là uh, snail gear ha, snail gear. Thì uh, snail nó là con ốc ha, con ốc hoặc là con uh, ốc sen, ốc lá gì đó ha, cái hình kiểu nó như vậy ha. Và gear là cái nhông ha? tức là cái nhông hình con ốc ha. Đó nó giống con ốc không? À, để cho nó phân biệt khác với lại một cái nhông tròn bình thường thì nó gọi là gear ha. Đó, chỉ có gì thôi. Thì chỉnh cái uh, cái nhạc mà để mà cho nó đánh cái bài nhạc đó thì những cái nốt đầu tiên nó như thế nào nó sai lệch đó thì là do đều cái này hết thì anh chị em sẽ chỉnh ha đó ở đây nó có hai cái con ốc đó, nó có cái con ốc dặn bên hông ngay chỗ này nè ha đó có có chỗ thì có cá thì có một con có cá thì có hai con ha. ở đây mình thì có hai con ốc ha đó, ở ngoài sau này cũng vậy thì cái cây cốt từ ngay cái cái nhông con ốc lá ốc sen này nè ha là anh chị em đi thẳng tính đó, tính nó ra cho tới cuối cái cốt của đây nó sẽ có một con một cái bánh nhông nữa ha đây đó bánh nhông ở ngoài này thì nó cũng có hai con ốc phải không ạ con bên này con bên này ha đó có đồng hồ thì có một con có cái thì hai con để cho nó khỏi tuột đó ha thì uh, mình điều chỉnh nha thì uh, mình chỉnh đó là mình uh, uh, vặn nhẹ hai cái con ốc này ra ha mà mình cảm thấy là nó ra nó nhẹ tay rồi đó rồi xong rồi mình lấy cái kềm mình kẹp vô cái cốt này, à, mình giữ ha. Tuy nhiên trước khi chỉnh đó thì anh chị em phải dặn cái hai cái kim này nè. Hai cái kim này nó lên đúng 12 giờ ha. Nằm ở khoảng đúng 12 giờ và, và chỉnh cho cái bánh cái này nè ha, cái này nè, cái răng à, ngay chỗ này nè, đó là nó rớt ngay cái điểm đầu tiên này. Đó, ngay cái điểm này ha, 12 giờ, à, nó nằm ngay cái điểm này. Đó, rồi từ từ ha, cái phần đó nói sao ok rồi cái phần tức là mình khi mà mình uh, kẹp cái kèm vô cái uh, cái cốt này đó ha xong rồi mình vặn hang ốc nhẹ này ra rồi mình sẽ uh, xoay tức là lúc này cho nó xoay một cách tự nhiên lúc này đang còn giữ nó là kim phút và kim giờ 12 giờ đúng đúng không rồi mình sẽ xoay cái này ha. xoay cái bánh răng này để mình đi tìm đó mình đi tìm cái nốt đầu tiên để mà nó gõ cái 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 này nè cái răng này nè đó cái răng gai của cái từng cái bánh này ha cái những cái bánh này nó gọi là store gear ha tức là cái à, à, cái bánh răng à, ngôi sao ha để khái mình dịch tại khá gì store là ngôi sao còn nó là bánh răng mình gọi là bánh răng ngôi sao ha thì tiếng Anh đó họ gọi là gì ok thì à, mình à, tìm ví dụ à, ở trong này á, là mình à, lúc trước thì nó đánh lộn sợi ngầu hết nhưng mà bây giờ mình chỉnh mình muốn cho nó đánh cái bài Westminster đó cái bài Tăng, tăng 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 ha thì cái nốt đầu tiên đó là tăng đó mình muốn nó đánh à, mình đánh à, để cho để cho anh chị em nghe cái tiếng đó ha đó tăng không đó thì mình muốn cái nốt đó đầu tiên đó thay vì bình thường á thì chỉnh sai hoặc là ai muốn chỉnh gì đó thì chỉnh thì cho những cái nốt này ha, nó chạy đầu ha nó chạy đầu tiên đều được hết ha mấy cái nốt bốn cái này rồi bốn cái nốt khác nhau nè hả Đó ha bốn cái nốt khác nhau thì mình muốn cho cái nốt này chạy đầu tiên mình chỉnh cái vàng này ha. Đó cái dàn này. Cái dàn bánh răng này nè ha, bánh răng uh, ngôi sao nè, đó. Thì mình chỉnh đó cho nó rớt ngay cái nốt đầu tiên mình lấy mắt rồi mình mát vô mình làm dấu. Ok. Để chỉnh cho cái khi mà bắt đầu nó đổ chung là nó sẽ uh, đổ ngay cái nốt này đầu tiên, nó bắt đầu từ cái nốt này đầu tiên là tăng Ok, đó là cái mình muốn. Thì sau khi mình đã điều chỉnh như vậy được rồi thì mình vặn hai cái con uh, đó hai con ốc ngoài sau này chặt lại ha và bắt đầu tiếp tục ra ngoài trước đó ra ngoài trước mình nghiên cứu thêm à, còn chỉnh cái gì đó nữa thì chỉnh ha thì cũng ở ngoài trước cũng vậy luôn cũng xả cái con ốc này nè ở ngoài trước này thì có cái này con con thôi những đồng hồ khác thì hai con tùy ha đó xả nó ra và đồng thời mình kẹp cái kèm vô cái nhông chính của nó ha ok kẹp vô cái nhông chính của nó đây kẹp vô giữ lại một chỗ vặn cái đồng cái kim đồng hồ, kim phút và kim giờ này lên cho đúng 12 giờ. Rồi. Mình uh, điều chỉnh ha, xoay cái bánh này đi. Xoay tùy theo mình xoay, mình làm dấu ha, mình lấy cái marker cái viết á và mình gạch ha, mình gạch mình làm dấu từ cái điểm này, nếu mà điểm này không ăn vừa ý mình thì mình cho nó rớt ngay cái điểm này. Ha. điểm này không vừa ý thì cho mình cho nó ngay cái điểm này, điểm này. Nói chung là nó có bốn cái điểm để cho mình điều chỉnh ha. Bốn cái điểm. Đó. rồi mình uh, coi thử coi nó chạy nó sẽ kêu đánh cái tiếng nào trước tiếng nào sau tùy theo ý mình muốn, ok. Rồi đó là cái thứ nhất. À, đại khái là về cái phần mà chỉnh ha, à, cái ở bên này thì như vậy là xong rồi, ok. Rồi à, ở đây là mình à, trong cái video này mình nói về cái cách để mà chỉnh cho nó chạy đúng giờ, à, điểm đưa cái giờ chẳng và giờ lẻ ha. Thì những cái đó mình đã chỉnh xong xuôi hết rồi, chạy ngon lành rồi đúng theo ý mình muốn luôn ha. Và bây giờ à, mình muốn nó đánh uh, đúng giờ chẵn ha, thì đã đã chỉnh đúng giờ đúng giờ chẵn rồi nó đánh và muốn giờ lẻ thì nó đánh giờ lẻ giờ lẻ ở đây có nghĩa là một giờ ha. Đó, à, giờ lẻ ở đây có nghĩa là cái số cái số lẻ đó ha đó, à, cái số lẻ mà để cho nó 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 điểm chuông đó thì uh, hoặc là điểm nhạc đó thì một uh, giờ nè 3 giờ nè 5 giờ 7 giờ 9 giờ 11 giờ ha đó thì muốn điểm như vậy thì điểm Tuy nhiên nếu mà nó có sai đó, ví dụ nó chạy điểm giờ gì sai á thì mình điểm cho nó đúng là giờ chẳng chạy chẳng lại thì là 12 giờ, à, 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ và 10 giờ. Ok. Thì đây là cái cách chỉnh. Thì hiện tại là đồng hồ mình đang còn chỉnh ở cho nó điểm ở cái số lẻ ha. Đó cho anh chị em coi. Thì uh, hiện tại là 7 giờ thường á thì những cái dòng đồng hồ khác á thì tùy theo cái bài Westminster hoặc là cái bài gì đó tùy ha rất là nhiều bài à, thì người ta chỉnh cho nó cứ đây là 12 giờ ha 12 giờ 3 giờ 6 giờ và 9 giờ thì cứ mỗi 15 phút như vậy là nó điểm nó điểm giờ một lần nó điểm nhạc một lần ha đó cái nhạc nó đánh lên nó đánh có thể là một phần tư ở cái đoạn đầu của cái bài đó à, hai là nó đánh một nửa bài ba là nó đánh nguyên một bài luôn thì tùy theo cái mỗi cái dòng đồng hồ à, cái cấu trúc của nó như thế nào đó thì nó đánh theo cái ý đó là cái nhà sản xuất họ muốn ha đó, à, thì thay vì cái đồng hồ này á là nó đánh ở hai tiếng đồng hồ nó mới đánh một lần mới là đúng còn mà nó rớt vô ở trường hợp 15 phút từ cái điểm 12 giờ nè tới 3 giờ nè 15 phút mà nó đánh á, nó đánh là sai ha đó, cho nên là mình đã chỉnh lại cho đúng hết rồi thì nó đánh bắt buộc nó phải đánh là hai tiếng nó đổ chuông một lần một là nó nó điểm à, uh, đổ nó, nó điểm cái cái giờ đó ha là đúng ngay cái giờ đó, đúng ngay giờ ví dụ như là 7 giờ thì cái kim này nó phải nằm ở trên cái số 12 này mới đúng ha đó cái kim phúc này nè nó nó phải nằm ở trên số 12 mới đúng là 7 giờ nó đổ chuông còn ngoài ra mấy cái lung tung này là không có không có cho nó đổ chuông ha không cho đổ chuông đổ chuông là đúng cái giờ thôi chứ đổ chuông mà đổ chuông phúc là coi như là nó cả ngày nó đánh um sầm ồn ào ha mất ngủ rồi này kia nữa đó, cho nên nó điểm là phải điểm đúng cái giờ chứ không phải là điểm đúng phút ok đó thì mình sẽ quay cho anh chị em coi thì tới ngay những cái gì á, thì nó sẽ vô giống như vô số ha đây nè kim Phúc nha bắt đầu nha kịch ha đó thì nó đã vô cái số nó gài vô cái số giống như mình vô số xe vậy đó nhưng mà nó không có điểm ha nếu mà nó điểm là nó lộn sờ ngầu à, mình không muốn như vậy ha rồi tiếp lên tới 9 giờ nè ok rồi nó cũng vô số ha chứ nó không có điểm lên tới 12 giờ nè đó nó cũng không điểm luôn ha bình thường là nó đã đánh chuông rầm rầm rồi đó nhưng mà giờ mình không muốn như vậy ha à, mình muốn là phải đúng giờ nó mới mới ấy chứ còn à, chứ không phải là giờ nào cũng điểm chuông rầm 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 đó đó rồi bây giờ tiếp đó ha vô số tiếp ha nghe cái kịch ha Kit ha. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Đây là cái số này là số 9 nè. À, chuẩn bị là 9 nè ha. Ok, là cái số uh, số lẻ nó điểm giờ ở số lẻ đó. Bây giờ bắt đầu nó điểm nè, tới 12 là điểm nè. Ok. Tăng 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 ha. Đó, đó là cái đầu mình muốn đó. chị em để ý, bắt đầu nó điểm bên cái giờ nè ha bú gõ nè 4 cái bú nó gõ phâm 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 nè ha phâm 1 2 khỏi này nha 3 4 5 6 7 8 9 kết thúc ha kết thúc là nó xuống đây nó chặn cái nhóm này lại luôn ha kết thúc đúng 9 tiếng là 9 giờ ha rồi mình sẽ xoay nó tiếp mình sẽ xoay nó tiếp ha thì nó sẽ đánh tức là cứ mỗi hai tiếng là nó sẽ đánh chuông một lần nó đánh nhạc và nó nó điểm cái giờ một lần ha đó và nó đánh ở cái số chẵn thôi chứ không đánh số lẻ hoặc là mình chỉnh số lẻ thì nó đánh ở số lẻ chứ nó không đánh ở số chẵn ok này là đã chỉnh hoàn tất như ý mình muốn rồi đó. Rồi anh chị em sẽ thấy bắt đầu là nó đánh ở cái điểm 11 giờ ha, 11 giờ là số lẻ nha. Bắt đầu nè. ấy nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hết ha. Ok, đó là nó chim ngay chỗ 11 o'clock ha. Ok, bây giờ là số lẻ nha rồi tiếp tục pha đó thì mười nó tức là một giờ đó nếu mà một giờ thì nó đánh mình quay tiếp vừa quay vừa nói ha nếu mà đánh số lẻ đó thì một giờ ba giờ năm giờ bảy giờ chín giờ và mười một giờ ha đó thì nó đánh nó không có lộn vô trong số lẻ à, số chẳng ha rồi mà nếu mà mình chỉnh số chẵn thì nó sẽ đánh số chẵn ok mình chỉnh số chẵn thì nó đánh số chặn chứ nó không đánh số lẻ rồi chuẩn bị nè ha, chuẩn bị 1 giờ nè, 1 giờ thì búa nó chỉ đánh một phát thôi ha. Tức là bao nhiêu giờ thì nó sẽ đánh bao nhiêu búa ở bên cái bộ bộ búa bên phía trái đó ha thì nó sẽ điểm ngay cái giờ đó thì mình ngồi xa xa mình nghe cái tiếng búa đó bao nhiêu cái thì mình biết là mấy giờ. Ok. Coi ạ băm, chặn lại ha rồi xong một răng là một vú là một giờ đó ha đó, bao nhiêu răng là bao nhiêu giờ thì nó tự động nó sẽ xét uh, uh, lại về cái ấy đó theo mình muốn ok rồi bây giờ thì uh, nếu mà mình sẽ xoay nữa thì nó sẽ đánh ở 3 giờ cho nó không đánh 2 giờ bây giờ mình muốn cho nó đánh ở cái số chặn đúng không ở uh, số chẵn ở 2 giờ ha thì mình sẽ chỉnh như thế này đó, mình cũng xoay lại y như thường ha. Đó, y như thường. Tới ngay cái chỗ nè. 12 giờ. Nó không đánh ha. Rồi bây giờ mình reset nó nè. Giờ mình muốn cho nó đánh ở ngay cái số chẵn 2 giờ là nó đánh nè. Thì nó sẽ đánh 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ và 12 giờ. Ok, mình reset nó thì mình bật cái này lên. Ha. để cái đây bật nó lên nè. Đó, thả xuống một cái nè. Ok, rồi bây giờ nó đánh nha. Lấy 2 giờ nó sẽ đánh hai bú, hai cái bú đó. Hai cái bú bên đó ha, nó chuẩn bị đánh rồi đó. Trước lắc ha. ok pum, pum, rồi ok rồi hai cái chưa lót ha đó chưa lót tức là hai nó đánh hai búa rồi không rồi bây giờ mình vặn nó qua ở 3 giờ nó sẽ không đánh số số lẻ nữa mà nó sẽ đánh số chẵn bắt đầu từ đó là mình reset xong rồi bắt đầu là nó đánh ở số chẵn luôn chứ nó không đánh số lẻ nữa ha bây giờ nó 3 giờ nó không đánh nữa mà nó phải đánh 4 giờ Đó, anh chị em thấy không Nó không đánh ha bây giờ xoay tới 4 giờ nó mới đánh nè Chuẩn bị nha 4 giờ đánh nè 4 o'clock nè Ok thấy đây nha đó nó reset lại đó rồi nó đánh nè pam một nè hai nè ba nè bốn nè kết thúc bây giờ kết thúc chặn lại nhầm cuối ha cái răng cuối rồi đó là gì ha ok rồi cái đó là đánh số số chặn ha thì tóm lại là mình muốn cái đồng hồ nó đánh y như vậy đó như ý mình muốn đó tức là đề ba cái bài westminster cái bài là tăng 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 rồi đánh nửa cái đoạn sau nữa ha đoạn sau tại có mấy cái nốt nó thăng mình không có mình đánh cao lên thì mình nói cái không có hết không có tới đó thì như vậy ha là là được cái ý mình muốn là chỉnh ở ngoài sau cho cái bú bắt đầu nó ngay cái nốt đầu tiên là tăng ha đó là ngay đó như ý mình muốn rồi là cái thứ hai á là đúng ngay cái giờ mình muốn tức là không có uh, đúng ngay cái giờ một là giờ chẵn hoặc là giờ lễ ha. thì mình muốn là nó là 12 đánh đổ chuông ở lúc 12 giờ lúc 2 giờ lúc 4 giờ lúc 6 giờ lúc 8 giờ lúc 10 giờ lúc 12 giờ đó là cái ý mình muốn ha à, còn trước đây á, uh, tức là hai ngày về trước á, thì nó đánh lộn sờ ngầu mà mình tìm chưa có ra được cái cách để mà chỉnh ha ok À, chưa tìm ra được cái cách để mà chỉnh cho nên là nó mình chỉnh lung tung lang tang hết và cuối cùng không được thì bữa nay là ngày chủ nhật mình à, lúc buổi sáng mình à, giờ trà nóng thì mình à, à, vô mình à, làm cũng hết bốn bình trà năm bình trà ha đó rồi mới chỉnh đâu đó hết ngon lành thì mình rất là vui vừa ý mình rồi đó <laughs> rồi thì à, đây là mình chia sẻ với lại à, anh chị em luôn nếu có cái dòng đồng hồ như gì để mà mình chỉnh như gì đó thì à, rất là thú vị ha như vậy mới đúng chứ đúng không đánh cái giờ chẳng thôi là nó mới hay ha đó 12 giờ nó là chân lý nó rồi ha 12 giờ 6 giờ 9 giờ và 3 giờ đó là chân lý rồi ha giống như nhìn nhìn cha và con và thánh thần amen ha đó đúng cái giờ giờ đó là cái giờ linh <laughs> ha giờ chẳng còn mà giờ lễ cái đó là mình muốn làm cho nó là lạ, lạ thôi chứ lễ thì nó rất ngay cái 11 giờ đâu phải là giờ giờ đúng đâu ha đó 12 giờ nó mới linh thiêng ha Ok, rồi thì đó là cái cách để mà mình uh, mình uh, chỉnh cho chạy cái giờ chẵn hoặc là giờ lẻ theo cái ý mình muốn ha, tức là bây giờ muốn đánh giờ lẻ nữa thì mình xoay tiếp một vòng. ha, à, là, là nó sẽ đánh ở 5 giờ. Thay vì mình đánh số chẵn rồi thì nó không có đánh ha. Thì bây giờ mình lên tới cái số lẻ nè. Đó. Giờ số lẻ nè mình reset nó lại ha, mình khều cái này lên. Đó, để cái cái vít vô, cái vít dẹp vô trong chỗ này nè, mình khều nhít nó lên hết luôn ha. Đó, thả xuống cái. Là khi mà nó đã đánh xong cái số lẻ rồi thì nó nhớ nó tự động đánh hết số lẻ luôn ha. Và không đánh số chẵn. Và ngược lại nếu mình muốn đánh số chẵn thì để cho nó đánh xong mình sẽ xoay nó tới cái số chẵn ha. Và mình bật lên lại tiếp, reset nó lại thì nó sẽ đánh số chẵn ha. Rồi chỉ có gì thôi. Ok. Rồi để nghe nó đánh phàn phàn năm cái nữa đi nghe coi. Rồi số 5 à, 5 giờ là đánh 5 búa ha. 1 2 3 4 5 Ok Rồi Âm thanh bây giờ nghe rõ ràng ha Nghe rất là hay ha Ok Đã đi điều chỉnh đâu đó hết rồi Rồi video tới đây là hết nha Hẹn gặp anh chị em những video sau nha Bye bye See you ngày mai Đây ha Đồng hồ này nha city lady uh, hartony number 611 bye